Xin chào bác, chào bác đã trở lại với trang trí hồi xưa. Trước tiên rất cảm ơn bác luôn quan tâm tới bên em và ủng hộ em suốt thời gian qua. Bác nào mà chưa kênh em nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải dưới video và chuông để mỗi khi lên kênh thì được sự nhận rất nhanh số phản bác. Ngày hôm nay thiệu bác đó là về cái kính, đó là New Goran dáng đòn gánh cầu béo của Đức Quốc Xã Sơ thập kỷ 1950-1960, bọc vàng, nguyên zin đời một, độ mới cực cao nhé. Mọi thông tin chi tiết về kính thì luôn luôn ghi bên dưới video rồi và kèm theo cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất là rõ ràng. Dành mặt chi tiết hình thức bán là giao hàng đều ghi bên dưới video. Bọc vàng sáng ánh gương này. Rất mới, rất đẹp nhé. Về vấn đề phân tích hàng thật hàng giả mà khi nhận được nhiều comment cũng như là nhiều tin nhắn, số điện thoại của nhiều bác gọi hỏi đến là vì hàng thật thì bao giờ bọc vàng sánh gương, còn hàng giả hàng nhái thì là cái nước màu vàng nó sẽ như nước chè để 2-3 ngày, để qua đêm 2-3 ngày ấy. Thì như thế, và những đối tượng bán hàng giả hàng nhái thì không bao giờ công khai địa chỉ, giấu số điện thoại mà thỉnh thoảng thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại. Đấy là những đối tượng hàng giả hàng nhái. Đừng nhìn vào cái lượng đăng ký kênh, lượng theo dõi trang, lượng follow, lượng view mấy nghìn người, mấy chục nghìn người nhưng không có địa chỉ và thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại, tuyệt đối không mua. Vì những đối tượng đó là mua bán hẹn nửa đường, hẹn chân tòa nhà, chân chung cư, rồi hẹn cà phê, rồi là hẹn là Hồ Lan Bá, Hồ Thiền Quang, Hồ Văn Quán, rất nhiều anh em bị dính trong chiêu trò, chiêu thức đấy. Bởi vì nếu không địa chỉ là thông thường là amateur, vớ vẩn, mập mờ, rất nhiều bà bác đã bị dính trong chiêu thức của đối tượng xấu đó. Vì cứ một thời gian sau đó là đối tượng lập cái trang, cái kênh, trang khác, kênh khác, rượu với mình cũ. Các bác hết sức lưu ý, tỉnh táo đầu trong cái đó. Đây là các độ chia sẻ thôi, không quan điểm thôi, không lên lớp tại đời được nhá. Đây là cái Nirguran Vũ Quốc Xã, cầu giữa thì nó có cái số 20 duy nhất, cái kính này là cầu giữa số 20, cái này bọc vàng nhá, cầu béo nhá, chuôi ve nguyên zin. Cái chuôi rất là đẹp nhá, chuôi này thì nó trong nó còn ánh gọi là cái là ánh kiểu vân vân rất là đẹp. Đó. Còn cái càng trái thì chỗ này là hơi sức một chút xíu, tuy nhiên nó không ảnh hưởng gì kính. Và cái tháng du xuân, đầu xuân năm mới thì bao giờ dịp mà tháng trước Tết, trong Tết và sau Tết thì bao giờ em bán giá rất là hạt rẻ. Giao lưu vui chính, mua bán đôi khi chỉ thiếu thôi. Mua bán đầu dịp đầu xuân năm mới là mua bán lấy may, bởi vì công việc chính, hành chính của em là thiết bị thế và dược, hợp đồng dự án thầu rất là bận, nên là kính cổ đồ cổ xưa chỉ là cái nghề tay trái mà đôi khi là giao lưu vui này, để hồi tưởng hoài niệm những năm tháng con đức cũng như là nhớ lại thời kỳ gian khó. Chính vì thế là giá rất là rẻ. Chẳng hạn như cây Nidogan cầu béo mà đòn giá đòn gánh này có giá là 6,1 triệu, hay gọi là 6.100k, size 140, giá là 6,1 triệu, hay còn gọi là 6.100k. Sản phẩm bán ra luôn luôn được qua chiếc bán đất toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Bác yên tâm về giá cả, về mặt chất lượng sản phẩm. Về hình thức của bán, bác nào chuyển khoản bác ship bác nào xin cốt thì vui lòng là cọc 100k, 100-200k tùy theo giá trị món hàng, đơn hàng đó. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 2-3 giờ, rất thoải mái luôn. Đến bất kỳ thời gian nào cũng được, nhưng với điều kiện phải điện thoại trước, tránh tình trạng đột xuất quá. Em đi gửi hàng, giao lưu đồ cổ xưa, đặc biệt hơn là đi thẩm định, định giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em và người thân. Thì bác nhớ điện thoại trước thì em sẽ liên kết bán từ xa, lắng nghe, thấu hiểu, tư vấn, cố vấn chuyên sâu đồ cổ xưa. Đấy là cái giá trị cực kỳ lớn mà khi mua ở bên số đồ cổ xưa, thương uy tín hơn 2 năm rồi, số loại hơn 2 năm rồi, luôn luôn được đảm bảo pháp nhân pháp lý. Mua bán thì nên mục sở thị tại nhà, có làm sao đến vạn được. Vì những đối tượng xấu là nó hay giả danh. Đấy, tại sao em nhấn mạnh là cái trang kính cổ kính xưa của em duy nhất địa chỉ trụ sở chính, không có chi nhánh ở đâu. Vì đối tượng giả danh là bán một lô kính vài cái, vài chục cái là bán như trà trộn kèm theo, rồi thuê đứa con gái mà còn áo 2 dây hả ngực trên ngực bán lên trên mạng xã hội. Không địa chỉ, số sử dụng chiêu thức số điện thoại tam quý tứ quý, rất nhiều bác bị dính. Đây là kính bọc vàng giá 6,1 triệu hay gọi 6,100k. Tại sao cái vàng đúc mà lại còn rẻ hơn cái bọc vàng? Vô lý thế. Chính vì đó rất nhiều bác bị lầm tưởng. Thứ hai là đối tượng mua bán hẹn nửa đường, hẹn linh tinh lắm, rồi là anh ở đâu mang qua xe mua thôi. Đấy là cái điều hết sức bị chết. Tại sao bên em thẩm định giá đồ cổ xưa là hai, là một là đến nhà em, hai là đến nhà các bác, vì thế. Bởi vì đảm bảo khách quan món đồ đó, chứ em không thẩm định định giá qua tin nhắn, qua hình ảnh, qua đường link. Bởi vì đó là chứa nhiều cái tin nhắn rác, đó là cái link mã độc của đối tượng xấu, nó xâm nhập vào. Em có rất nhiều đối tượng xấu thỉnh thoảng là cái gửi cái link hình ảnh mà anh ấy xem cái món đồ này, xong gửi cho anh cái bình cổ này, cái ấm chén, cái bình, cái đèn dầu này,
Em chỉ nhìn nhất quan em biết là cái link đấy, cái hình ảnh đấy là có chứa là virus ngay. Nên tại sao là em không muốn tránh mất thời gian là lọc hình ảnh, lọc link, lọc tin nhắn, mất thời gian thẩm định đánh giá đổ, một là tại nhà em, hai nhà các bác, rất là nhanh gọn, tránh mất nhiều thời gian. Bởi vì là nếu đối tượng xấu lợi dụng cái vấn đề đó xong nó gửi, em có rất nhiều đối tượng xấu nó lợi dụng nó gửi là kỷ niệm Toyota 80 năm đấy, là đều là cái link hacker virus để xâm nhập đánh cắp dữ liệu đấy, nhìn cái biết ngay. Nhưng là để tránh mất thời gian là em thẳng vào phẳng ngay ban đầu là thẩm định đánh giá đổ tại nhà em hoặc tại nhà các bác, nó rõ ràng luôn đấy. Và cái kính giá 6 triệu bốn nó gọi sánh 100k nhá. Một lần nữa rất cảm ơn các bác là trong một năm qua là chỉ khó khăn nhưng vẫn đặt niềm tin và sự tin tưởng ủng hộ em. Bên em từ xưa nay rồi, và cứ dịp cuối năm giữa cuối năm tức là dịp mà giáp Tết ấy, trước Tết trong Tết sau Tết thì luôn luôn bao giờ là có một cái giá rất là tốt, giao lưu vui là chính, mua bán đôi khi chỉ tình yêu thôi, vui vẻ mua bán lấy may đấy, rất là ngắn gọn thôi. Và cảm ơn bác đã dành thời gian xem video một phần dài của tôi. Bác nào mà chưa kênh của em đến đăng ký kênh mà đọc phải dưới video, bác nào biết anh em bạn bè chơi đồ cổ xưa có thể like chia sẻ link được em để anh em bạn bè biết có thể tham khảo biết được những món đồ cổ xưa chơi mà mình bỏ ra tiền đồng tiền phải chơi đồ thật, tránh tình trạng mua cái địa chỉ nó không rõ ràng, không có địa chỉ thay đổi địa chỉ hoặc là chỗ nào mới toanh toanh đó là chỗ rượu với mình cũ đấy nhá, đấy là thay đổi là rượu với mình cũ đấy, những cái trang cái kênh đấy là nó thuê đơn vị thứ ba quảng cáo đấy, nên bác hết sức tỉnh táo đầu. Vì kênh của em là triển khai 7 năm rồi mà cứ hơn 2.000 đăng ký kênh, bởi vì làm phát hiếu xạ tự nhiên hương một cách chân tình chân thành nhất. Và rất cảm ơn, xin chào tạm biệt.